Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Giám đốc siêu thị Cấp Mắc Vĩnh Long tổ chức thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều lực lượng tham gia năm 2023. Tình huống giả định có cháy do chập điện. Khi phát hiện, đội chữa cháy tại chỗ tiến hành các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và điện thoại báo 114 cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều 7 xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương với 50 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành triển khai nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự và dập tắt đám cháy. Qua thực tập nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy của các cán bộ nhân viên người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn cho người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy, biết sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, kịp thời dập tắt đám cháy mới phát sinh và công tác phòng ngừa ngăn chặn không để đám cháy xảy ra.